Trường Đại học Gia Định là cơ sở đào tạo đại học đa ngành với 45 ngành, chuyên ngành với thế mạnh là các nhóm ngành công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, luật, ngôn ngữ, vân vân. Với mức học phí 12,5 triệu một học kỳ cùng thời gian đào tạo 3 năm, Trường Đại học Gia Định đang là nơi theo học của gần 10.000 sinh viên với hai chương trình đào tạo đại trà và tài năng. Với triết lý giáo dục chọn lọc ứng dụng đại chúng, Trường Đại học Gia Định chú trọng đào tạo thực hành trải nghiệm cho sinh viên, tạo mạng lưới liên kết với các doanh nghiệp lớn, giúp sinh viên có một môi trường học tập thực tế và cơ hội việc làm rộng mở sau khi tốt nghiệp. Điều mà em ấn tượng nhất với trường đó chính là về khoản học phí, vì Trường Đại học Gia Định của chúng ta có một khoản học phí ổn nhất so với các trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Nó vô cùng ý nghĩa với em vì nó phù hợp với lại kinh tế của gia đình em. Năm nay, Trường Đại học Gia Định mang đến cho tân sinh viên nhiều ưu đãi với thẻ GDU Family Bright Already. Khi sở hữu thẻ GDU Family Bright Already, tân sinh viên khi trúng tuyển và làm thủ tục nhập học tại trường sẽ được trao học bổng trị giá 6 triệu đồng và chỉ phải đóng 6,5 triệu đồng cho học kỳ đầu tiên. Năm 2023 thì Đại học Gia Định mang đến cho tân sinh viên một cái thẻ gọi là GDU Family Priority. Cái thẻ này thì là rất hữu ích cho các bạn học sinh và các bạn tân sinh viên. Ngay khi tham gia thẻ này thì nếu như các em học vào trường Đại học Gia Định thì các em được giảm học phí là 6 triệu đồng. Chương trình tư vấn miễn phí bởi 9 cái chuyên gia về ngành nghề, về tâm lý, các vấn đề liên quan đến học tập để hỗ trợ cho sinh viên của nhà trường trong suốt quá trình học tập tại Đại học Gia Định. Ngoài ra, thẻ GDU Family Priority còn mang đến cho tân sinh viên năm 2023 hàng loạt các đặc quyền hấp dẫn như được bảo lãnh giới thiệu doanh nghiệp, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp, được tặng các khóa kỹ năng mềm, được tặng tài khoản Microsoft Office 365, được ưu tiên giới thiệu việc làm và chỗ ở, cùng nhiều quyền lợi hấp dẫn khác. Với nỗ lực không ngừng để sinh viên có được môi trường học tập chất lượng, cùng trải nghiệm tuyệt vời, Trường Đại học Gia Định ngày càng khẳng định vị thế trong lĩnh vực đào tạo đại học hiện nay. Trường Đại học Gia Định, thành công bởi lựa chọn.